Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả Q&A. Và hôm nay thì là số thứ 26 rồi anh em ạ. Hôm nay thì bên cạnh mình không có ai cả. Mình hơi buồn bởi vì anh Đạt hôm nay bận một chút rồi. Nên là hôm nay mình solo cuộc chơi này. Thì chương trình này sẽ là chương trình Q&A giúp trả lời những câu hỏi sâu đậm nhất của anh em về công nghệ, về máy tính, về PC, về CPU, về RAM, về tất cả mọi thứ vân vân và vân vân. Và nhiều khi nếu mà anh em thích có thể cả câu hỏi thì cả nữa. Rồi, thì chương trình này sẽ có tổng cộng là 7 câu hỏi này, phát sóng vào lúc 7h30 này vào tối thứ 7 hàng tuần anh em nhé. Hãy cùng bắt đầu câu hỏi đầu tiên này. Nào, đầu tiên là anh ơi, con CPU em xem YouTube nóng 90 độ C. Uầy, nóng 90 độ C xem YouTube của bạn Minh Nguyễn Đinh à? Ôi, mình thấy cái này là nó có vẻ nóng quá nhỉ. 90 độ C xem YouTube là cũng hơi bị khủng đấy. Thế thì đầu tiên bạn check cho mình xem nhá, là đầu tiên bạn đang dùng tản nhờ gì. Nếu bạn đang dùng i9 xong bạn lại còn cắm tản stock của Intel vào ấy thì chắc chắn là 90 độ là chuyện bình thường rồi. Hoặc là ví dụ như bạn dùng một con CR1000 chẳng hạn, thế nó sẽ không thể tốt được. Nếu mà bạn không thể nâng cấp được tản nhiệt ấy thì bạn có thể xem hướng dẫn undervolt của mình nhá, trong video mà giảm nhiệt CPU 20 độ chỉ với cách này ấy. Đấy, bạn thử xem nhá, nếu mà con CPU của bạn là con i9. Ok nha. Còn nếu không thì bạn thử xem là airflow của cái vỏ cây bạn có tốt không. Bởi vì thường ấy có thể là có một cái tản nhiệt tốt nhưng mà airflow của cây không tốt thì khiến cho cái tản nhiệt đấy không có gió để hút vào và làm mát cái tản nhiệt được. Thế nên là làm sao nó mát được, đúng không? Thế nên là bạn check những thứ nhá, check tản nhiệt này, xem là size tản nhiệt như nào này, thử undervolt này và cuối cùng là check cái airflow của vỏ cây nhá. Rồi, câu hỏi thứ ba của bạn Lele 240 kẹt cả 1660 ấy. Thì theo như mình biết nhá, 1660 cái cổng DisplayPort của nó vẫn có thể hỗ trợ được 240Hz. Tất nhiên rồi, nhưng mà nếu đấy là 240Hz thôi, còn game bạn chơi có lên được 240 FPS không thì cái đấy còn tùy vào game bạn nhá. Ví dụ như là chơi CS:GO này, chơi Valorant này, chơi Liên Minh Huyền Thoại này thì những tựa game đấy 240 FPS quá đơn giản luôn. Nhưng bây giờ bạn đánh Apex, bạn chơi Call of Duty, bạn làm các kiểu thì làm sao? Những tựa game đấy thì rất là nặng và 1660 thì không thể nào được chơi được cái mức là 240 FPS đúng nhá. Nên là khi đấy thì mình khuyên rằng bạn nên bật G-Sync lên ở trong cái setting của bạn, cái Nvidia Control Panel ấy. Trong đấy nó sẽ có mục là G-Sync nếu màn hình của bạn có hỗ trợ FreeSync hoặc là G-Sync compatible nhá. Bật cái đấy lên thì nó sẽ sync cái cái tần số quét với cả cái FPS trong màn hình của anh em. Đấy, thì sẽ giúp cho anh em đỡ bị xé hình hơn khi mà chơi ở cái mức lượng FPS thấp hơn cái mức tần số quét của màn hình. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ 3. 1650 bị giới hạn còn 25W. Uầy, khó nhờ. Thế thì thực sự ấy, mình nói thật nhá, còn bạn Vinh Trà mình chả nói thật cho bạn nhá, laptop là một gọi là kỳ quan của thế giới và nó rất là bất ổn luôn. Ví dụ như hồi trước mình còn test một cái laptop Gigabyte ấy, test nhá, CPU nó dở này, card nó dở này, xong mình không hiểu tại sao nó lại dở như thế. Xong đến lúc mình cài lại Win thì uầy, mới toanh luôn. Đấy, thế nên là đầu tiên nhá, bạn check này. Thứ nhất, bạn tải cho mình đó chính là Afterburner, MSI Afterburner và nhớ cả cái SS Statistics cái gì ấy, nói chung là cái để hiện cái thông số lên đấy. Và bạn bật thử check xem là nhiệt độ card màn hình và nhiệt độ CPU của mình như nào nhá. Nhưng đa số là card màn hình thôi, để xem rằng là chiếc card của bạn có đang bị giới hạn bởi nhiệt không. Bởi vì tất cả những đồ máy tính ấy, nó sẽ đều có một cái tính năng đó chính là thermal throttling. Tức là khi mà đạt đến một cái mức nhiệt độ nhất định ấy, nó sẽ tự giảm xuống để bảo vệ chính cái thiết đồ đấy và khiến cho đồ đấy không bị hỏng sau một thời gian dài. Thế nên là bạn check xem nhiệt độ của mình là đầu tiên. Thứ hai là nếu mà nhiệt độ bạn quá là bình thường, quá là ổn định mà vẫn 25W ấy, thì mình khuyên rằng bạn nên cài Windows. Đấy, cài lại Windows. Bởi vì ví dụ như thỉnh thoảng có những cái phần mềm của hãng này, những cái driver của hãng này khiến cho giới hạn cái mức điện mà chiếc card của anh em có thể hút được này và khiến cho chiếc card của anh em bị giảm xuống khá là sâu. Và thứ ba là nếu mà bạn cảm thấy rằng nó vẫn đang bị giới hạn ở 20W ấy, mà trước đấy nó từng cao lên hơn rất nhiều đấy, thì bạn thử check xem là ok, liệu dòng driver của mình có ổn hay không, hay là cái BIOS của con mainboard của bạn, của con laptop bạn có ổn hay không. Từ đấy bạn có thể nâng cấp nhá. Rồi, tiếp theo là câu hỏi thứ tư. Bạn ý đang bảo là lắp máy tính i5 13500 dốc switch hay là B7, có cần quan tâm tới DDR4 hay DDR5 không? Cảm ơn AD. Thì trong buổi livestream hôm trước chúng mình có gọi là bàn tán một chút ấy, thì chúng mình thấy nhá rằng là ấy, mình cảm thấy rằng là mua một con main B6 vẫn rất là tốt, đặc biệt là những con main B6 cao cấp như là bạn đang nói là con ROG Switch Advance. Thế nên là bạn không cần nhất thiết phải nâng cấp lên B760 đâu. Mình nghĩ rằng bạn vẫn có thể dùng B660 bởi vì cái setting, tất cả mọi thứ của nó vẫn y hệt nhau thôi. Chỉ cần bạn làm một điều đó chính là nâng cấp BIOS. Cái này thì anh em có thể nhờ các anh em ở Hacom được, bởi vì các anh em Hacom sẽ hỗ trợ cho anh em nhá. Cái đấy thì thoải mái. Còn vấn đề về DDR4 và DDR5 ấy thì thực sự nhá, mình cảm thấy rằng thời điểm hiện tại cái sự chênh lệch của nó vẫn quá là thấp, tức là cái hiệu năng chênh lệch nó vẫn quá là thấp mà mức tiền của nó thì lại quá là cao. Ví dụ nhá, bạn dùng một kit RAM DDR4 4 triệu, một kit RAM DDR5 5 triệu. Tất nhiên hai con đấy đều có mức tức là mức dung lượng gần bằng nhau, nhưng mình có thể đảm bảo rằng kit DDR5 đấy nó sẽ thấp hơn một chút FPS, bởi vì đơn giản là sum của nó không cao, cache latency nó cũng cao. Thế nên là khiến cho DDR4 chiến thắng hơn. Còn nếu mà các bạn muốn một kit DDR5 chiến thắng được với cái DDR4 ấy thì phải lên tầm rất là cao hơn cơ. Nên là mình nghĩ rằng DDR4 vẫn là lựa chọn hợp lý hơn trong thời điểm này. Có lẽ rằng sang năm sau DDR5 khi mà giảm giá tiền xuống thì hợp lý hơn rất là nhiều, nhưng thời điểm hiện tại thì chưa đáng tiền lắm đâu nhá. Rồi, tiếp theo là câu hỏi về chiếc màn. Bạn đang hỏi, bạn gì đây? Bạn Lê Trọng Phúc, bạn đang hỏi về con màn hình Cooler Master. Em này thì là 10 bit real hay ở 120Hz hay là 8 bit? Theo như mình biết ấy, tất cả những em màn khoảng tầm tiền này đều là 8 bit FSR, tức là 8 bit cộng 2 ấy. FRC để khiến cho nó màu 10 bit. Thế thì nó có quan trọng hay không? Câu trả lời là mình thấy là không lắm đâu nhá. Thực sự bây giờ ấy, theo như ý kiến của mình và ý kiến của rất nhiều các anh em sử dụng bình thường ấy, thì 8 bit FRC nó không khác so với cả 10 bit nhiều. Anh em hiểu là từ 6 bit lên 8 bit nó khá là khác đấy, nhưng mà từ 8 bit lên 10 bit thì thực sự rất là khó để nhận biết được. Thế nên là mình cảm thấy rằng là anh em không cần phải quá quan trọng về cái vấn đề 8 bit hay 10 bit đâu, cứ khoảng tầm 8 bit real trở lên là được rồi, không cần phải quá quan tâm nhiều đâu nhá. Rồi, câu hỏi thứ 6, thứ xích này, ok, của bạn là Lĩnh Nguyễn Văn. Thì bạn hỏi là Z690-A 13400F chơi LOL, CS:GO, PUBG có ảnh hưởng gì đến hiệu suất không? Ui bạn ơi, 13400 là một con CPU non K, không Epson, không gì cả mà. Bạn dùng một con Z69 là cũng rất là khủng đấy bạn ạ. Cho nên là tất nhiên nó sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi hiệu năng. Nhưng mình cảm thấy rằng chiếc main của bạn hơi cao quá so với chiếc CPU. Thế nên là bạn nên giảm main xuống hoặc là tăng CPU lên nhá. Cái đấy thì không ảnh hưởng hiệu năng đâu. Con Z690A cũng là một con main rất là tốt. Thế nên là bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về hiệu năng CPU với con main đấy nhá. Hôm trước mình nhớ mình còn lắp con 12900 hay 13900 và con đấy mà nó vẫn cân được con 13900 ở mức sung rất là ổn luôn, trên 5 chấm. Thế là anh em có câu trả lời rồi nhá. Thoải mái đi, con bên đấy cân được khá nhiều thứ đấy. Rồi, và câu hỏi cuối cùng là bạn ý hỏi là RX 6600 với cả 3600 chạy nguồn Sama 700 plus có đủ không? Về cái công suất nguồn 700 nhá, thì 700W nhá, thì combo 6600 và 3600 về CPU ấy quá là dư luôn, 700W quá là dư luôn. Cả combo đấy mà mắc lốt cả CPU lẫn cả GPU ấy thì rơi vào khoảng tầm chắc là 350 thôi, là nhiều lắm rồi ấy, 300 thôi ấy. Thế nên là 700W là quá thừa luôn. Nhưng em nguồn Sama thì lại không chưa chắc đó là thừa đâu nhá. Bởi vì em nguồn Sama mình có kinh nghiệm nhá, là thằng em mình mua một con em nguồn Sama và sau khoảng tầm 1 năm rưỡi nó mua thì con nguồn đấy hỏng, tức là nó hỏng fan nhá, nó bị cò gọc sợ lắm và nó phải đi mua con nguồn khác và thay một con xe rồi. Thế nên là mình khuyên rằng bạn nên, nếu mà bạn dùng mà bạn cảm thấy ok, tin tưởng vào Sama ấy, thì bạn cứ dùng đi cho đến khi nào nó hỏng thì bạn mua mới nhá, đừng bảo hành, mua mới nhá. Còn nếu mà bạn cảm thấy rằng đang muốn nâng cấp ấy thì đổi nguồn khác cho mình nhá. 650 cũng được, không nhất thiết phải là 700W đâu nhá. Rồi, vậy là đó là 7 câu hỏi trong số Q&A 26 đây. Và cảm ơn anh em đã đưa các câu hỏi đúng không? Anh em nếu mà có những câu hỏi khác về máy tính, về tất cả mọi thứ liên quan tới công nghệ thì hãy thả dưới comment nhá. Còn cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại video khác nhá.